tất cả quý vị khán giả của Trịnh Pháp TV. Đến với trường quay hôm nay có ông Trịnh Pháp là người nhiều kinh nghiệm trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông sẽ gửi đến quý vị những góc nhìn chính xác nhất đối với thị trường cũng như những cổ phiếu chúng ta cần quan tâm.